Lâu lắm rồi chúng tôi mới quay lại lắp bộ lọc nước tự chế cho một vị khách hàng. Nhân tiện đây, chúng tôi quay video chia sẻ quá trình lắp đặt cũng như các bước vận hành. Bà con nhớ theo dõi đến cuối video để biết cách sử dụng nhé. Trụ lọc nước chúng tôi chế bằng ống nhựa bình minh, lọc nước giếng khoan, lọc qua các lớp vật liệu lọc bỏ bên trong trụ lọc. Nước sau lọc thì khá trong, tương đương như nước thủy cục. Ở đây chúng tôi lấy ly mẫu, nhìn bằng mắt thường thì không thấy lẫn tạp chất. Nước sau lọc vị khách hàng dùng để nuôi cá. Chất lượng nước nếu không đảm bảo thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của cá. Trước đây hồ cá này sử dụng lọc qua các bông lọc, sau khi lắp bộ lọc xong có lẽ sẽ bỏ luôn. Đầu tư bộ lọc nước này nuôi cá cũng an tâm hơn nhiều. Tuy nhiên khi dùng bộ lọc sẽ tốn một khoản chi phí, bà con cần cân nhắc tài chính trước khi đầu tư. Vị trí nhà khách hàng hôm nay lắp cột lọc thì cũng tương đối gần, do đó chúng tôi di chuyển bằng xe máy, một xe chở cột lọc và một xe chở vật liệu lọc. Trọng lượng vật liệu lọc và cột lọc rơi vào khoảng 120 kg, do đó chỉ cần hai xe chở là đủ. Sau quãng đường di chuyển hơn 30 phút thì bây giờ chúng tôi cũng đã đến vị trí nhà khách hàng để lắp đặt cột lọc. Bây giờ các bạn kỹ thuật tiến hành đưa vật liệu và cột vào vị trí, sắp xếp chuẩn bị mặt bằng trước khi tiến hành vào các bước lắp đặt và đi đường ống. Hiện tại theo quan sát của chúng tôi thì hồ cá này chủ nhà đầu tư khá bài bản, có nhiều loại cá, nhiều cây thủy sinh và nhiều thiết bị phụ trợ. Hôm nay đầu tư thêm bộ lọc này nữa thì quá tuyệt vời. Chất lượng nước sẽ đảm bảo cho cá được phát triển tốt. Và các thiết bị cũ sẽ dẹp sang một bên, không sử dụng nữa. Đây là các thiết bị cũng như loại lọc cũ mà trước đây chủ nhà đã sử dụng đầu tư cho hồ cá. Đây là khu vực chúng tôi sẽ tiến hành lắp bộ lọc nước và để bộ lọc nước tại sân phía trước. Hiện tại thì nguồn nước đang bơm trực tiếp lên lầu 5. Ở bên trên có một bồn chứa. Bồn chứa này sẽ lọc xuống qua hai trụ lọc và chứa ra bồn nước sạch. Bây giờ các bạn kỹ thuật tiến hành đổ vật liệu lọc vào bên trong trụ lọc. Ở hai trụ, trụ 1 và trụ 2 đều đổ lớp sỏi khoảng 20 cm. Để ngập được ống lực phía bên dưới. Sỏi này là sỏi thạch anh. Chúng tôi chọn kích thước từ 4 đến 10 mm. Sỏi có chức năng đỡ các vật liệu lọc bên trên nó. Tiếp theo, phía trên là lớp cát thạch anh. Cát này tương đối trắng và sạch. Cát mịn, kích thước từ 1 đến 2 mm. Cát này đã được nhà sản xuất xử lý sạch. Do đó, nếu kỹ thì chúng ta có thể rửa sơ qua. Còn không thì chúng ta xúc xả nhiều hơn. Ở đây chúng tôi thấy tương đối sạch rồi. Nên lát nữa chúng tôi sẽ xúc xả kỹ. Lớp vật liệu lọc cát thạch anh này chúng ta đổ khoảng 30 cm trên lớp sỏi. Và cả hai trụ chúng ta đổ cát và sỏi như nhau. Tiếp theo, trên trụ số 1, chúng ta sẽ đổ lớp mangan. Ở đây, chúng tôi chọn mangan Ấn Độ. Lớp mangan này thì kích thước nhỏ, do đó hơi bụi. Chúng ta cần phải xúc xả kỹ. Còn nếu kỹ hơn, thì bà con có thể rửa qua. Khi vào vận hành, xúc xả sẽ nhanh sạch hơn. Mangan thì có chức năng loại bỏ các tạp chất, các kim loại và đặc biệt là khử phèn. Vì vậy, có nhiều đơn vị xử lý nước chọn mangan là vật liệu chính để khử phèn trong lọc nước giếng khoan. Như vậy là trụ số 1 chúng ta đổ xong 3 lớp vật liệu lọc. Tiếp theo, trụ số 2, trên lớp cát chúng ta đổ than hoạt tính. Than này thì chúng ta có thể chọn nhiều loại than trên thị trường. Than Úc, than Mỹ, than Ấn Độ hoặc trong nước thì có than Việt Nam. Loại nào chúng ta kiểm tra thấy độ iốt cao, có độ hoạt tính nhiều thì chúng ta chọn làm xử lý nước. Nó có khả năng hấp phụ mùi, khử màu, khử vị trong nước. Tiếp theo chúng ta tiến hành kết nối đường ống và rắc co cho trụ lọc. Có rắc co và khớp nối sóng này thì chúng ta sẽ dễ dàng tháo mở
cũng như kết nối đường ống. Và chúng ta lắp các van để xúc xả vận hành. Tùy theo cách lắp của mỗi người mà chúng ta có thể lắp từ 4 đến 5 van cho một trụ lọc. Van dùng để khóa mở, xúc xả vận hành sau này. Ngoài ra, chúng ta còn kết nối các tê chờ để lấy đường nước sạch cũng như lấy đường nước xả. Hiện tại thì chúng tôi đi đường ống 27, ống nhựa Bình Minh. Ở những dự án trước, chúng tôi thấy ống Bình Minh xài khá tốt và bền. Do đó, chúng tôi sử dụng ống này để lắp cho trụ lọc tự chế. Nếu chúng ta lắp đúng kỹ thuật thì kết nối rất nhanh và không bị rò rỉ nước. Xong, siết rắc co lại là được. Ở mỗi trụ, chúng ta sẽ gắn hai van xả, một van xả nhanh và một van xả ngược. Tất cả van xả nhanh xả ngược này chúng ta đấu chung vào một đường ống nước xả. Kết nối đường ống chính cho trụ lọc xong, bắt đầu tiến hành đưa trụ lọc vào vị trí. Đây là vị trí nước từ trên bồn xuống qua hai trụ lọc và lấy nước sạch ra sử dụng. Xong, chúng ta tiến hành đấu đường van xả ngược cho cột 2 và van xả ngược cho cột 1, đều sử dụng van 27. Sau hai van xả ngược này, chúng ta kết nối vào một cái T dẫn ra đường ống nước xả, dẫn đến vị trí thải bỏ để cho đường ống gọn và đẹp. Ngoài ra, van xả nhanh cho hai cột, chúng ta cũng đi chung vào một đường ống này dẫn ra phía sau. Diện tích để lắp hai trụ lọc thì chúng ta chờ diện tích 0,5 x 1 m là được. Sau đó, chúng ta kết nối ống nước sạch từ trụ 1 qua trụ 2. Đây là van xả nhanh cho trụ số 2. Van xả nhanh này chúng ta cũng kết nối với đường ống xả chung dẫn ra vị trí thải bỏ ở bên ngoài. Sử dụng tất cả đều đường ống 27 để chúng ta kết nối cho tiện và dễ lắp đặt. Nước cuối cùng sau khi qua trụ lọc số 2, chúng ta lắp van cho đường nước sạch. Tại đây chúng ta có thể đóng mở, đóng để khóa và mở để sử dụng, hoặc cấp vào bồn chứa tùy thích. Sau đó chúng tôi sẽ dán tem hướng dẫn lên cột để bà con biết cách vận hành. Ở trên nắp chúng ta không dán keo mà chúng ta bắn vít để cố định nắp lại. Mỗi trụ chúng ta sẽ cố định hai vít hai bên đối diện. Vít này có chức năng giữ nắp lại mà không cho nước rò rỉ và chảy ra bên ngoài. Với trụ lọc tự chế gắn nhiều van khóa để vận hành, nhiều khách hàng không quen sử dụng cũng sẽ bị rối. Do đó, tem hướng dẫn vận hành là một điều không thể thiếu, rất quan trọng cho quá trình sử dụng. Ở hai trụ, chúng tôi gắn hai tem hướng dẫn có các bước xúc xả sau thời gian sử dụng. Bà con có thể theo dõi trên tem hướng dẫn. Quá trình hướng dẫn xúc xả qua 3 bước ở hai cột tương đối giống nhau. Và chúng tôi cũng sẽ đánh dấu khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4 để bà con biết cách sử dụng. Nên lắp bộ lọc xong, bà con cũng yên tâm, không sợ vấn đề là không biết cách sử dụng. Ở đây chúng tôi dán tem thông tin của công ty, địa chỉ, số điện thoại trong quá trình sử dụng. Nếu bà con có thắc mắc thì cứ liên hệ số điện thoại trên hoặc đến địa chỉ công ty. Bà con có thể theo dõi các bước này qua tem rất cụ thể và hướng dẫn đơn giản để quá trình vận hành dễ dàng hơn. Trong quá trình xem video, nếu bà con có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc.
Và bây giờ thì chúng tôi tiến hành xả cột 1. Chúng ta sẽ mở van khóa ở phía trên van xả ngược. Nếu xả hai cột cùng lúc thì mở hai van khóa. Còn xả cột 1 thì chúng ta mở một van và chúng ta khóa hai van qua cột 2, không cho nước bẩn qua cột số 2. Khóa van xả nhanh, cho nước đi xuống dưới cột 1 và van nước sạch khi này chưa có chúng ta cũng khóa lại. Mục đích chúng tôi gắn tem hướng dẫn ở đây, nếu trong quá trình sử dụng bà con thao tác quên thì bà con có thể xem lại trên cột luôn cho tiện. Và hiện tại thì nước sạch chưa có, do đó chúng tôi cũng khóa đường nước sạch luôn. Xả ngược thì bà con theo dõi các van như trên màn hình là được. Khóa nước qua cột 2, van xả ngược cột 2 chúng ta cũng khóa luôn. Nước xả ngược của cột 1 sẽ ra bên ngoài. Theo dõi chúng ta thấy rất là bẩn. Một phần là do nước bẩn và một phần là do vật liệu lọc còn mới. Chúng ta cần xúc xả một thời gian, xả đến khi nào thấy sạch thì mới chuyển chế độ. Sau khi xả khoảng 15 phút thì chúng ta đã thấy nước ở đường xả nhanh trong hẳn rồi. Lúc này chúng ta có thể chuyển sang bước tiếp theo. Và chúng ta xả nhanh xong thì chúng ta chuyển sang nước sạch hoặc chuyển qua cột 2. Nước ở đây ra khá mạnh, do đó chúng tôi không cần gắn bơm. Và chúng ta có thể theo dõi bên trong cột, nước tràn từ dưới lên thông qua ống lược vật liệu lọc, do đó chúng ta không sợ vật liệu lọc tràn ra bên ngoài. Ở đây chúng tôi đã gắn sẵn ống lược nên bà con cứ yên tâm. Nước xả chỉ cho nước bẩn ra bên ngoài thôi. Tiến hành các bước xúc xả nhanh, xả ngược xong, chúng ta sẽ tiến hành lấy mẫu để kiểm tra xem nước sạch đã ok chưa. Hiện tại thì van khóa ở cuối cùng là đường nước sạch. Chúng ta sẽ lấy ly để kiểm tra mẫu nước luôn. Và ở đây thì hiện tại chúng tôi chỉ mới xả 5 đến 10 phút. Do đó chúng ta cần xả thêm. Và theo quan sát của chúng tôi thì nước sạch cũng rất là mạnh, nên trong quá trình sử dụng yên tâm về áp lực. Bà con xem video nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của kênh chúng tôi. Chúng tôi có cung cấp đầy đủ các loại vật liệu lọc cũng như thiết bị xử lý nước. Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật từ A đến Z. Bà con cứ yên tâm, hãy liên hệ số hotline để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn, xin chào.